Hai xin chào mọi người, mình là Hoàng Y chào mọi người đến với kênh của mình. Video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cây cúc mâm xôi của mình nó như thế nào cho mọi người xem, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thuốc mà để mình xịt dưỡng cho cúc mâm xôi cũng như là xịt cho nó xanh lá, nó đừng có bị vàng lá nha mọi người. Và cũng như trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái ngày mà cơ ngọn tiếp theo cho cúc mâm xôi năm cơ nha mọi người. Rồi thì đầu tiên mình sẽ cập nhật cây cúc bông sôi của mình cho mọi người xem nha thì à, hôm bữa mình trồng những chỗ nhỏ mình đã chia sẻ trong những video trước rồi đó thì à, hôm nay nó cũng bít chậu nè mọi người rồi thời tiết hôm nay mọi người là nói chung là à, đầu tháng 6 cho tới dài tháng 9 tháng 10 luôn là mưa rất là nhiều đó thì thành ra là cái cây cúc bông sôi của mình á nhiều khi là nó sẽ bị vàng lá nha mọi người thứ nhất là vàng lá là do thiếu phân nè mưa nhiều quá mình không có tưới phân được nè rồi thứ hai là mưa nhiều quá thì dư nước nha mọi người đó thì nó sẽ có hai vấn đề vậy cho nên lúc nào trong cái thời gian này mình cũng chia sẻ với mọi người là mình nên khi nào mà trời ráo mình hả tưới phân nha mọi người khi mà trời mưa xuống lượng nước nhiều quá trong cái cái chất trồng của mình nó chìm nhẹp rồi nó nhiều nước quá rồi mà mọi người đi tưới phân vô nữa thì thành ra là phân nó cũng như nước thôi mọi người là nó sẽ tiếp tục nó sẽ dư cái cái cái, cái, cái um, nước này nữa thì thành ra cái cây của mình nó không có hấp thu được cái phân gì đó không có hấp thu được dinh dưỡng gì đó thành ra là bị dư nước nữa cho nên đó là uh, mình đợi trời ráo hay gì đó thì mình cái bầu mình nó ráo ráo thì mình sẽ xịt thuốc hoặc là mình sẽ tưới phân nha mọi người uh, đối với xịt thuốc thì nói chung là cái cây ở uh, của mình nó ráo nó không có bị dính nước đó, là mình có thể mình sẽ được rồi ví dụ như là à, sáng sớm mọi người sáng sớm thì à, nếu mà không có mưa gió gì mình ra mình xịt mình không có tứ phân được thì mình sẽ xịt những cái loại thuốc bón lá cho nó nha mọi người rồi thì à, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thuốc mà mình sẽ xịt cho cái cây của mình nó đừng nó ví dụ như nó bị vàng lá thì nó cũng sẽ xanh uh, lại nó sẽ hạn chế vàng lá nha mọi người rồi ở, ở đây là mình cái đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái uh, phân bón rễ hoàn lút nè mọi người à, giải độc uh, cho đất này kia nè mọi người kích thích rễ thì cái này giống như là uh, kích rễ vậy đó mọi người đó nhưng mà mình sẽ uh, xịt trên lá được rồi cái tiếp theo là cái phida uh, pro này mọi người đây thì nói chung là nó sẽ uh, giúp cho cái cây của mình nó xanh lại nó sẽ có những cái chất nè mọi người. đó <laughs> rồi nếu mà mọi người tại vì mỗi nơi mỗi khác mọi người uh, chỗ mình nó thì là đặc trưng về hoa kiển cây cối cây giống cây trồng nữa mọi người thì hầu như là những cái loại thuốc mà chuyên về cho cây á, thì đều có đó, còn những cái chỗ như ví dụ như mọi người mà uh, mình trồng rải rác hoặc là uh, một hai hộ gì đó trồng á thì nói chung là cái chỗ bán thuốc nhiều khi họ không có nha mọi người, đó thì mình sẽ uh, sử dụng những cái loại thuốc ví dụ như mình sẽ xài những cái loại thuốc có magie có kẽm nữa uh, thì bổ sung cái vi lượng lại hoặc là mình ra mình nói uh, uh, phân vi lượng nữa mọi người, phân bón lá vi lượng nữa đó, để cho cây của mình nó xanh lá lại cái cây hoa kiển của mình nó xanh lá lại nha mọi người đó thì mình cứ ra tìm thuốc bảo vệ thực vật á mình cứ nói với người ta vậy mình trồng hoa kiển mà cái cây của mình nó bị vàng lá đó, mình muốn bổ sung lại cái đó cho cái cây thì mọi người ra mọi người mua người ta sẽ đưa và mình về mình xử lý nha mọi người thì hai cái gói này á là mình sẽ sử dụng chung cho một bình 16 lít luôn mình xịt đều đó thì nói chung là thời tiết mà nó mưa như thế này hoài mọi người thì mình xịt thuốc nó sẽ hay hơn là mình sẽ tưới phân à, hiện giờ thì hôm bữa mình tưới cái mình tưới chắc được hai cử dưỡng rễ cũng như là một cử phân hồi đầu luôn rồi đó cũng khá là lâu rồi tại vì mưa mình cũng không có tưới với lại mình cũng uh, công việc á thành ra mình không có tưới tới giờ luôn mọi người thấy này nhiều khi cái lá của mình nó cũng hơi hơi vàng vàng luôn rồi. Đó, còn cũng một vài lá mọi người. Một vài lá thì cái cây của mình nó vẫn phát triển bình thường không sao nha mọi người. Còn khi nào mà nó vàng hết cái cây luôn, vàng hết cái cây nó không phát triển thì cái lúc đó cái cây của mình nó mới nặng. Đó, rồi thuốc dưỡng á, thuốc xịt dưỡng mình có thể mình cộng với lại thuốc sâu nha mọi người. Thuốc sâu. Rồi thuốc thuốc sâu á, mình cũng có thể mình cộng với thuốc ngừa bệnh nha mọi người nhưng mà mọi người lưu ý là mình không có cộng ba cái này lại được nha mọi người đó mình chỉ cộng ví dụ như hút sâu mình cộng với lại người bệnh hoặc là hút sâu mình cộng với hút dưỡng thôi chứ mình không có cộng 3, chung ba loại vô được hoặc là mình cũng không có cộng được hút dưỡng với lại hút ngừa bệnh vô nha mọi người đó hai cái này là giống như là uh, tác dụng hóa học nha mọi người đó mình uh, mình ví dụ mình cộng hai này vô thì tác dụng hóa học thành ra nó cũng rất quất mọi người đó nên hút sâu cộng với hút ngừa bệnh hoặc là thuốc sâu cộng với thuốc dưỡng thôi nha mọi người đó rồi nhắc tới sâu thì mọi người nhớ xịt sâu nha mọi người ở đây mình có cái cây nè mình thì mình cũng xịt sâu nhưng mà không biết chắc mình xịt uh, sót hay sao hoặc là con sâu nó núp ở đâu á dưới đáy thùng hay gì đó. mọi người xịt cho kỹ kỹ xíu đó, nó ăn trụi cái cây của mình luôn nè đó những cây gì thì <laughs> chắc chắc là phải bỏ qua bên mọi người chứ vậy thì mọi người thấy nè nó nguyên đám mà có một cây gì đó rồi, tiếp theo là uh, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái ngày mà mình cơi ngọn tiếp theo cho cúc mâm xôi năm cơ của mình nha mọi người. Thì bốn uh, 4 cơ á. Năm cơ thì nói chung là nó sẽ cũng sẽ na ná ngày cơ trang nha mọi người. Tại vì sao? Tại vì uh, hồi trồng năm cơ á thì 10 ngày là mình cơ rồi đúng không? Thì mình trồng đầu tháng 6 thì mùng 10 tháng 6 mình cơ và những cái cơ sau thì cách 20 ngày đó thì cơ năm tiếp theo cơ năm á cái cơ hai của cơ năm á là vào cuối tháng 6 nha mọi người cuối tháng 6 tức là ngày 26 thì còn bốn bữa là, là cơ hai của uh, cúc mâm soi năm cơ mọi người đó rồi còn đối với cúc mâm soi bốn cơ á thì cơ một nó cũng sẽ rơi vào cuối tháng này luôn tại vì nó trồng vào ngày 20 mười mấy cho tới 20 tháng tư mọi người đó, thì nó sẽ rơi vào ngày này luôn và những cái cây sau thì nó sẽ trùng nhau rồi mọi người nên mình không có nói nha đó, thì những cái cây sau nó trùng nhau rồi cách 20 ngày mình cơ một lần thôi đó thì hôm nay mọi người ở trong những cái chèo nắp đó nè đó, mình có thể uh, mình bấm cơ được rồi đó nên còn bốn ngày nữa thì mọi người nên uh, mình mình sẽ thuốc mình dưỡng cái gì đi uh, đối với những cái cây này cúc bông sôi này mọi người nó lớn rất là nhanh luôn nên 4 ngày là nó cũng phát triển rất là nhiều rồi à, mình cũng có thể mình cơi trễ khoảng một hai ngày gì đó nhưng mà mình khuyên mọi người là mình nên cơi sớm để những cái cơi sau mình mình sẽ ăn gian được một vài ngày để cho cái cây của mình nó, nó bự hơn nữa đó. và cơi hai nè thì giống, như là cái cây này đi thì mình cơi cho nó tròn tròn được rồi nó bên đây cũng vậy đó, mình cơi cho nó tròn tròn ví dụ như ở cái hình nón lá đó mọi người nhưng mà nó nó bầu hơn thôi tại vì sao gọi là cúc mầm xôi mà nó giống, nó giống như cái mâm xôi vậy đó nó hình ra là mọi người cơi tên nó lại xuống như này. nó lại hai bên vậy nè thì những cái cơi sau nó mình sẽ định hình rồi nó sẽ dễ nha mọi người thì nói chung là cái cút mầm xôi đó, thì những cái cái lúc đầu á mình trồng xuống là nó hơi khó khăn cái việc là hơi tiết thôi còn những cái lúc sau ví dụ như cây 4 cây 5 á thì nó sẽ cực cái ở khoảng là cái cái cơ ngọn nè cái cơ ngọn này và khi mà nó bự nữa thì mình cực cái việc là mình sẽ uh, xịt thuốc xịt thuốc thì mình sẽ xịt nhiều hơn chút nè uh, rồi với lại cái việc là tưới nước tưới nước thì mình sẽ tưới nhiều hơn đúng rồi nói chung là hút nước dữ lắm uh, lúc đó là bộ rễ của nó rất là nhiều rồi thì nó sẽ hút nước dữ lắm nó sẽ cực theo từng giai đoạn nhưng mà uh, mọi người trồng quen rồi thì thấy nó cũng bình thường thôi rồi đối với cái chậu này của mình á đây mọi người nhìn xem là nay cái rễ của nó thấy không nó 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 cũng có những cái rễ trắng trắng nè mọi người đó thì mình để cho nó bó bầu luôn bó cái bầu này luôn rồi mình sẽ sang cái chậu bự nó như mọi người thấy nào chưa <laughs> nói chung là mình để tùm lum hết hơn à mình để cây cối nó nhiều lắm mình soạn chỗ đó rồi mình mới bỏ vô cái chậu bự được mình để cố định luôn chứ mà không có giờ tới giờ luôn nữa nha mọi người à, thành ra là mình phải trồng vô cái chậu nhỏ như thế này tại năm nay mình làm mai rất là nhiều mọi người mai mai vàng được đó rồi ở dưới đây thì trồng những cái cây công trình ngủ cho bì đúng rồi nó rất là nhiều cây thì xứ mình làm cây đi mà không có để chỗ nào trống đâu mọi người rồi tết thì dọn ra làm bông thì thôi đó, thì cái này mình nói chung là mình làm vài chục trăm cây để mình mình có cái mình làm clip với lại mình quay mình chia sẻ cho mọi người đó rồi mình bó đây cho cái cái bầu của mình nó bó rễ nhưng mà đừng có để cho rễ nó già quá nha mọi người trồng mình để vừa vừa thôi ví dụ như là nó lú ra những cái lễ, rễ cắn cắn này mọi người mình mình theo dõi nó Đó. mình đừng có để cho nó 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 lú ra dài quá khi mà những cái rễ cắn trắng này mọi người mình trồng mình đặt xuống cái 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 chậu mới luôn là nó sẽ bắt cái rễ nó nó sẽ bắt vô cái phần mới luôn còn ví dụ như để cái già cái rễ nó già quá thì mai mốt nó phát triển nó cũng phải phục hồi thời gian đó mọi người rồi thì đó là những gì mình chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay có gì thắc mắc thì mọi người cứ để lại bình luận nhớ đăng ký kênh cũng là cũng như là like để theo dõi cũng như là ủng hộ mình nha rồi sắp tới mình sẽ ra nhiều video hay hơn cho mọi người xem nữa và sắp tới mình sẽ tháng 8 là mình sẽ cung cấp cúc hà lan cúc hoa lê uh, tháng 9 các tường uh, màu gà búa phụng dĩ nha mọi người phụng dĩ Uh, cúc lá nhám các nói chung là mọi người cần cái gì thì cứ liên hệ mình có thì mình sẽ uh, trả lời lại cho mọi người nha rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha bye bye mọi người